Kính chào Đức Maria người đầy ân sủng. Kính chào người được diễm phúc, Đức Chúa ở cùng. Sợ chi cô sẽ mang thai sinh một nam nhi trẻ thơ tên là Giêsu, là đấng cao trọng, là con Đức Chúa. Quyền năng ngài dợp bóng trên cô nên trẻ thơ được sinh ra, là đấng tinh tuyền, là con Chúa Trời. Hãy nhìn xem người chị dấu yêu đã có tin mừng, bởi vì Chúa đầy quyền năng, không gì gian khó Chúa không thể làm.